Câu trả lời của Hà lúc nãy ấy, thì Hà cũng phải nói lại một lần nữa, đó chính là nếu để tranh cãi về cá nhân thì Hà sẽ không lên tiếng, nhưng nếu tranh cãi để đòi công bằng cho những người bên cạnh Hà, người thân của Hà hay những người liên quan tới Hà, thì Hà sẵn sàng tranh cãi. Còn câu chuyện tranh cãi là như thế nào hay ra sao, người ta lại phải thử tập. Chứ mình nói ra đây nó không khách quan và cũng không hay lắm, nên là Hà nghĩ cái tin đồn thì cũng thường đâu đó như nào nhỉ, những người có tin đồn. Và thì có mấy ngày nữa thôi chương trình đã bắt đầu diễn ra rồi, nên là Hà nghĩ câu trả lời của Hà ra đây thôi hay hơn là phải đi tiếp. Nghĩ rằng là chắc chắn là cạnh mặt thì không bao giờ có chuyện đó. Đó chính là hai khuôn mặt đang ngồi cách nhau chỉ với có một khuôn mặt của cái nào thôi. Thì rõ ràng là mình sẽ không có bao giờ chuyện cạnh mặt, bởi vì tất cả chúng tôi đều là những người lớn đã trưởng thành rồi. Trước khi mà chương trình quay hình thì rất nhiều bài phỏng vấn cả một số quen rồi nói rằng là đủ trưởng thành đủ tỉnh táo để mà không bao giờ cạnh mặt nhau. Với ra đấy sau này nó sẽ luôn luôn là một cái suy nghĩ như thế cũng được thay đổi. Giữa cái việc cạnh mặt với cái việc tình cảm có như xưa hay không thì cái đấy là chuyện riêng của mỗi người, và nó còn như thế hay không nữa thì ra thì vẫn vậy, người khác có như vậy đấy không thì chắc không biết. Thì theo kế hoạch của Tiến và Giang, nếu như mà sau chương trình này hai đứa còn thi chung thì có thể dự kiến sẽ là 2 năm tổ chức một lần đối với The New Venture. Còn có phim bản nam hay không thì hiện tại tụi Tiến đang có một cái chương trình đó là The Next Sensation, thì tụi Tiến sẽ có sản xuất The Next Sensation mùa 2 vào cuối năm nay. Cho nên nếu như cần thiết phải có một phiên bản upgrade hơn của The Next Sensation thì đơn giản chỉ là The Next Sensation mùa on sound thôi. Cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chức câu đầu tiên là việc phát sóng trên kênh On Sport Talk, một kênh mà hình như khá thiên về thể thao, thì mình có thể chia sẻ lý do thì sao? Chính là bởi vì em là người duy nhất ở đây gần như là tham gia truyền hình thực tế liên tục mỗi năm, cho nên là chắc chắn là khán giả đâu đó thì cũng luôn đoán chắc là Hương Giang sẽ sử dụng chiêu này, sẽ sử dụng chiêu kia. Thì thực ra ta hãy áp lực đấy nó là cái việc gì? Thì ra áp lực đấy nó là một cái việc, đó chính là khiến các khán giả hiểu rằng là người mẫu cái nhiệm vụ chính của họ là gì. Thực ra là nước ngoài á, người mẫu của họ là superstar, ví dụ như Kendall Jenner hay là Gigi Hadid, họ có cái giá trị thương mại rất lớn. Tại sao? Thì họ có một cái lifestyle rất là thú vị, họ có rất nhiều những cái điều thú vị trong cuộc sống của họ, và họ là superstar ngang hàng với những ca sĩ như thế kia. Nhưng riêng tại Việt Nam thì người mẫu gần như là được trả giá sẽ thấp hơn, bởi vì họ cho rằng là ca hát thì cần có sự khổ luyện nhiều hơn, luyện thanh tất cả mọi thứ, diễn viên phải đi học diễn xuất nhiều hơn. Nhưng người mẫu có rất nhiều người cho rằng là cái việc nghĩ là bạn có một đôi chân dài thì bạn bước đi sàn Trung Quốc bạn khép bước được, cho nên đó là lý do vì sao người mẫu bị trả thù lao để đánh giá thấp hơn. Thế thì thực ra về với cái chương trình này thì cái áp lực của Giang cũng là clear, tất cả chúng ta hiểu rằng là cái nhiệm vụ của người mẫu là gì. Trước 50 tuổi thì Giang nghĩ là Giang làm mọi thứ, Giang nghĩ rất nhiều, Giang chỉ làm cho bản thân, Giang làm cho gia đình thôi. Nhưng mà sau 50 tuổi thì mình hiểu rằng là cái giá trị của một người là từ model trở thành một role model, đó là mình phải có giá trị cho xã hội. Và trong cái chương trình này, cách Giang dạy thí sinh nó khác. Là một người mẫu bạn phải có một cái trách nhiệm, đó chính là quảng cáo, quảng bá, nhưng không phải chỉ đơn thuần cho những nhãn hàng và thương mại. Bạn phải quảng bá được những điều gì ạ? Đó là nghệ thuật nước nhà, nghệ thuật dân gian chúng ta có cái gì, nghệ thuật thế giới chúng ta có cái gì, du lịch Việt Nam có cái gì, cái giá trị văn hóa truyền thống, cái giá trị về tất cả những điều đấy sẽ kết hợp cùng với thời trang thì nó mới trở thành một new mentor. Đây không phải là một chương trình chỉ đóng quảng cáo hay là chỉ để kêu bóp. Với ra nếu như các bạn còn nghĩ như vậy thì các sale của các bạn, vị trí của các bạn với các cái vai trò ngay trong showbiz sẽ luôn luôn là như thế này. Thì mình nâng tầm điều gì đây? Đó chính là cái câu chuyện mà tại sao Giang làm, tại sao chúng tôi có thể mời được những cái tạp chí có thể ngoài cuộc sống họ cạnh tranh với nhau, tại sao có những nhãn hàng giày, những hàng trang sức cùng chịu tham gia vào cái chương trình này. Tại vì người ta nhìn thấy cái điều đấy, chứ không phải cái câu chuyện là họ vào vì giá trị nhãn hàng họ không. Đó là cái lớn nhất mà Giang cảm thấy là mình cần phải giải cứu, mọi người sẽ nhìn thấy tất cả những cái điều đó trong chương trình này. Thời trang không chỉ là khách quát, không chỉ là quảng cáo, mà phải quảng cáo cho giá trị nào và mang những linh hồn nào, thì đấy mới là cái lớn nhất mà trong một quá đường Giang tự hào nhất. Là điều khác biệt chắc chắn ai có thể nói rằng The New Mentor là một cái copy của bất kỳ một chương trình nào trên thế giới, và chúng tôi mang đậm văn hóa truyền thống, du lịch và những giá trị của đất nước Việt Nam. Xin cảm ơn.